Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 4 cũng là ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày chính của Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ hội là dịp để giáo dục về truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị vua hùng, những người đã có công dựng nước và giữ nước. Đây còn là cơ hội để Việt Nam quảng bá với thế giới về một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Lễ hội chính là niềm tự hào dân tộc, thể hiện bản sắc văn hóa, lòng thành kính với nguồn cội. Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra hoạt động dân hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đã thu hút lượng khách lớn đến tham quan các điểm di tích Huế. Dù chỉ được nghỉ một ngày, nhưng nhiều du khách vẫn chọn Huế làm điểm dừng chân để trải nghiệm các hoạt động lễ hội, tham quan các di tích, điểm du lịch nổi tiếng. Điều đó cho thấy cố đô Huế ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Ghi nhận của phóng viên trong sáng nay. Cũng như thường lệ mỗi năm, vào các dịp lễ lớn của đất nước, Đại Nội Huế vẫn luôn là địa điểm thu hút rất nhiều lượt khách đến tham quan. Thời tiết cổ đô những ngày này khá oi bức nên tranh thủ không khí mát mẻ vào buổi sáng, các đoàn khách trong nước và quốc tế đã đến tham quan Đại Nội ngay khi di tích vừa mở cửa. Trong ngày lễ quan trọng này, các du khách đến đây để mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về những dấu ấn lịch sử của dân tộc, cũng như tưởng nhớ về công cuộc đấu tranh giữ gìn hòa bình, độc lập của đất nước. Hôm nay là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thì cũng là cái ngày mà đoàn thực tế của trường em, cả trường đi đến đây tham quan. Nên là bọn em đi theo trường để khám phá một số nét đẹp của Huế. Bọn em cũng đi rất là nhiều, ví dụ là chùa Thiên Mụ, thì nó cũng là rất là đẹp và em cũng cảm thấy là rất là thích cái cả con người và cả vẻ đẹp ở nơi đây nữa. Mình rất thích Huế ở chỗ là thứ nhất là về du lịch cảnh quan, về nó có một cái đặc điểm xưa rất là hay. Thường những cái du khách ở nước ngoài tới hay là đặc biệt là những cái du khách trẻ trong Việt Nam cũng vậy. Hy vọng là Huế tiếp tục mà được duy trì và bảo tồn cái di tích lịch sử này. Với các hoạt động quảng bá được triển khai xuyên suốt trăm năm và nhiều chương trình kích cầu du lịch được phổ biến, sức hút du lịch Huế những năm trở lại đây đã tăng trở lại. Dù dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ kéo dài một ngày nhưng lượng khách đến Huế hôm nay vẫn tăng lên đáng kể. Theo ước tính của Sở Du lịch, lượng khách trong ngày này đạt khoảng gần 18.000 lượt, trong đó khách nội địa khoảng 55%. Công suất hoạt động của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 57%. Để đáp ứng nhu cầu khách tăng cao khi bước vào những tháng đầu tiên của mùa du lịch, các địa điểm lưu trú cũng đã tập trung đầu tư nâng cao về chất lượng dịch vụ. Các hoạt động nâng cao tay nghề, thái độ phục vụ luôn được triển khai thường xuyên để mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến cố đô Huế tham quan, nghỉ dưỡng. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này thì cô và gia đình cũng muốn về lại Huế để mà thăm Huế và thăm những cái di tích ở đây. Trong ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi sẽ đi Thành Nội, đi thăm Lăng Từ Đức và Khải Định. Khách sạn Sena chúng tôi đã đưa ra các cái chương trình marketing cũng như là các gói kích cầu để thu hút lượng khách du lịch rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là chú trọng vào cái sự an toàn, mức độ hài lòng của khách hàng. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi thường xuyên giao tiếp, tăng tính tương tác cũng như đẩy mạnh cái dịch vụ chăm sóc khách hàng để kịp thời nắm bắt được cái nhu cầu của khách, cũng như là hỗ trợ cung cấp thông tin và điều chỉnh một số cái chương trình để phù hợp nhất với mong muốn của khách hàng. Tuy dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thì được một ngày, lượng khách đến Huế cũng đáng ghi nhận, đặc biệt là những khách ở các tỉnh lân cận từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Nam, Đà Nẵng thì có xu hướng đến Huế khá đông. Và đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì tỉnh cũng ngành đường sắt đã phối hợp tổ chức về chuyến tàu du lịch Huế Đà Nẵng. Hiện nay thì lượng khách đăng ký đi theo chuyến tàu này từ Huế vào hoặc là từ Đà Nẵng ra đều được full trong dịp lễ này. Để đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ, ngành du lịch Thừa Thiên Huế cũng đã tập trung chỉ đạo các ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu sản phẩm du lịch mới của địa phương để phục vụ du khách. Đồng thời, ngăn chặn các tệ nạn treo kèo khách du lịch, ép giá, cò mồi, nỗ lực xây dựng thương hiệu của một thành phố du lịch xanh, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, hướng đến mục tiêu đưa cố đô Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của châu Á vào năm 2045.